Bạn trai, đó, giờ nghe Thoa giới thiệu vậy nghe có khoái không? Chưa có mối tình nào nha. Dạ khoái. Rồi khoái. Rồi. Cái đó thì em nói với chị đó, mơ ước thôi. Còn thực tế thì phụ nữ sống hiếu thảo nè, chân thành là được rồi. Đúng rồi, vậy thôi. Bên kia được, tướng tá được, sức khỏe được. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu đi em. À, dạ, em chào mọi người, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn kế bên ạ. Dạ, em tên là Lai Kim Thoa, năm nay em 26 tuổi, em quê ở Tây Ninh. Thì hiện em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Thoa làm nghề gì Hoa? Dạ, em tên Thoa ạ. Nhưng mà em làm Hoa hả? Dạ. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản ạ. À. Bất động sản hả? Làm thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ nào em? À, dạ, quận em mấy? Làm hiện đang làm ở bên quận 8 ạ. Quận 8, rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào bạn gái. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Lê Minh Luân, năm nay 25 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp 10. Hiện tại em là cố vấn dịch vụ tại một hãng ô tô Suzuki. Bây giờ mình sẽ hỏi với nhau đi. Bạn hỏi bên kia đi. Đó, bạn hỏi bạn Thoa đi. Nào, xuyên qua bức màn có thể mình hiểu nhau. Cố vấn dịch vụ là cũng dữ lắm à. Cho anh hỏi lại là em đến từ đâu ạ? Em đang làm việc ở Sài Gòn, em quê ở Tây Ninh ạ. À, Tây Ninh. Dạ. Em lúc rảnh em thích làm gì? À, dạ thì thời gian rảnh thì thường em đi với bạn nhiều, đi cà phê, thì đi chơi bên ngoài thôi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Hỏi đi. Chị Cát Tường ơi, giúp em với em hết biết hỏi gì. Trời ơi. Em hỏi ảnh đi cũng được. Hỏi bây giờ anh có ngại quen người lớn hơn mình tuổi không? À, thì do em là lớn anh một tuổi á, thì không biết là anh có ngại không á. Cái này hả? À, nó hơi bị bình thường. Chuyện bình thường thì mình mạnh mẽ lên nha, không có bình gì thường mà phải... là tại vì trước đó em có quen một người là cái bạn đó tới lớn hơn em đến 6 tuổi rồi. Nên là một tuổi thì đối với em không thành vấn đề. Được, vậy được. Ưu điểm của em là gì? Em là người sống có trách nhiệm. Em làm việc hay gia đình hay tình cảm gì, tất cả em đều rất là có cái tâm. Em chịu học hỏi, em rất là cầu tiến. Ừ, tốt. Khuyết điểm là gì? Em ngoại hình hơi nhỏ đó. Đâu, dễ thương vậy được rồi. Khỏe, quan trọng là khỏe không? Khỏe anh. Khỏe là được rồi. Khỏe hả? Ừ. Khỏe hay không, chút tôi qua tôi kiểm tra rồi mới biết. Rồi, em giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em thì em thấy em là người khéo léo, cho nên những cái công việc mà như nấu ăn này nọ, là làm bánh em, đó là cái sở thích của em luôn. Em làm được cũng khá khá loại bánh à. Giỏi. Ưu điểm của em thì em cũng hay suy nghĩ với người khác á. Em cũng đoán được cái suy nghĩ của người ta nữa. Còn khuyết điểm, mình có khuyết điểm gì không nè? À, dạ, khuyết điểm thì cũng có lúc em nói nhiều lắm. Nó gọi là càm ràm á. Ồ. Rồi mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em mặc dù là lớn hơn đó một tuổi thiệt, nhưng mà về mối tình chắc là em không có kinh nghiệm bằng bạn bên đó rồi. Ừ. Em chưa có quen ai nè. 26 tuổi chưa quen ai hết hả? Dạ đúng rồi chị. Em chưa có quen ai, cho nên là... Sao cũng xinh xắn nhỏ nhắn vậy mà tại sao không có ai? Thì trước giờ thì cái tính em thì em thích đi ra ngoài nhiều. Nhưng mà những cái mối quan hệ của bạn thì không phải là nói chuyện một hai lần đầu là em có thể thoải mái với người đó được. Nên em nói chuyện một hai lần đầu thì nói chung là mình, người ta không có biết được cái tính mình như thế nào á. Người ta không có thể là chắc không có thích lắm. Rồi, bạn trai, đó, giờ nghe Thoa giới thiệu vậy nghe có khoái không? Chưa có mối tình nào nha. Dạ khoái. Rồi khoái. Rồi vậy thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một vài mối tình, nhưng mà đáng nhớ nhất thì chỉ có một thôi chị. Rồi, lý do tại sao chia tay? Thì cái điều đặc biệt đó chị, thì cũng là lý do chia tay luôn đó chị ơi. Điều đặc biệt là sao? Điều đặc biệt là cái bạn đó lớn hơn em 6 tuổi đó anh. Quen được bao lâu, quen bao lâu thì chia tay? Khoảng 6 tháng đó chị ơi. Ồ. Miễn thích là người ta không phân biệt tuổi tác đúng không? Dạ. Bây giờ em lớn hơn có 1 tuổi cho lấy thấy không khí thấy hai người hơi buồn buồn chút nè. Bạn nữ bên kia hát thử coi. Hát lớn lên cho bên này nghe coi. À, chắc em đứng dậy xíu. Ờ đứng dậy luôn cũng được. Dạ. Nhảy múa luôn càng tốt. Để anh qua anh coi trước giùm em nha. Ví dụ đứng dậy múa hát rồi. Dạ à, em hát thôi anh. Coi luôn coi dạ. Anh qua nói bên kia. Em hơi run cho nên là em hát khi chắc. Thoải mái luôn nào. Góc phố này nơi mình
quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn chung lối, hẹn chung lối yêu. Ô, hát hay mà, rất ngọt. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em thì giống như mọi người thôi, thì nếu mà bạn đó lăng nhăng thì em không thích được đâu. Rồi còn gì nữa, cái gì mà ngoài cái đó có yêu cầu đặc biệt không, có không thích gì đặc biệt không? Dạ đừng có nói nhiều quá. Nói nhiều anh bên kia cũng không nhiều lắm. Nếu như anh ấy đồng ý hẹn hò với em, hai người đồng ý rồi, thương yêu nhau rồi, khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới được? Hiện tại thì em 26 tuổi, từ đây tới trước năm 30 tuổi là ok hết rồi. Ổn bây giờ nghe chưa? Em có đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình là người như thế nào không? Do em cũng không có cao lớn lắm, cho nên là cái bạn đó thì cứ lớn hơn em, cao hơn em tầm một xíu là được rồi. Nếu mà bạn đó có chơi thể thao thì tốt, tại vì nhìn nó người khỏe mạnh thì em thích hơn à. Nếu bên này hơi nhỏ con ốm yếu quá, để lát chị qua chị coi thử. Bạn này chơi thể thao dữ lắm luôn á, đánh rồi. Cờ nè. Em khỏe không? Khỏe à. Giờ em làm gì để có thể chứng tỏ cho chị thấy là em khỏe? Em nghĩ nam mình thể hiện chắc hít đất quần hít xà thôi chứ nào có gì nữa. Rồi em làm đi. Chị có giới hạn không hả chị, hay là nói chung là em cho nhiều chị lấy nhiều à? Quan trọng là coi thái độ khỏe không thôi. Đúng rồi, lâu lắm mà không có luyện. Luyện nữa hả? Đừng xỉu đây nha. Đứt nhõng lên trên vậy, sát luôn, dễ sợ chưa, mặt sát luôn kìa. Đó, coi chừng cái lỗ mũi. Được. Thôi được rồi. Được rồi, tốt rồi. Nhịp tim ổn định không? Dạ được. Rồi ngồi ghế đi. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái sơn móng tay là đẹp. Sơn móng tay đẹp mà. Sao vậy, tự nhiên sơn móng tay có gì đâu không cho sơn. Ông thì cái đó là không phải là xấu, nhưng mà có điều bản thân em không thích thôi. Rồi. Dạ, chứ đừng có xăm mình nha chị. Rồi, có gì nữa? Chứ đừng có ăn mặc hở hang quá là được rồi. Hình như em hơi... sao khó chịu vậy? Dạ, em muốn mẫu người sao em nói đi, cái mẫu người lý tưởng của em sao? Em thì mẫu người của em hướng về cái phần người phụ nữ truyền thống đó chị. Rồi. Nhưng mà em cũng có tiêu chuẩn như người phụ nữ mà em thích là phải 4S mà 3H. 4S, 3H. Rồi S gì, H gì? Giống số xe quá vậy. SH. S thứ nhất là sang, sáng, sạch. Mới có 3 hả? Còn S còn lại là chữ S đường cong á chị. Trời ơi. Sang, sáng, sạch. Rồi, còn 3H. Còn 3H đó là hiền, hiếu với hạnh á chị. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Dạ, cái đó là ước mơ thôi chị ơi. Ước mơ chị là mơ. Còn thực tế thì cái đó thì em nói với chị đó, mơ ước thôi. Còn thực tế thì phụ nữ sống hiếu thảo nè, chân thành là được rồi. Đúng rồi, vậy thôi. Bên kia được, tướng tá được, sức khỏe được. Còn tiêu chuẩn thì hơi mơ mơ tưởng quá. Thôi, nghe ý kiến gia đình cái coi nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em có đi với chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Dạ, em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán phòng hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em nói đôi chút về bạn nam bên đây á, thì... có vẻ hơi nhỏ con. Rồi. Một bên thì là bên bé Thoa là bán nhà, bên đi bán xe, hai bên cùng giàu rồi. Dạ, còn về bên Thoa thì Thoa dễ thương, hiền. Đặc biệt là Thoa nấu ăn rất là ngon. Em cứ đi làm mà về là sẽ có món ăn cho em ăn. Có không, hay là ước mơ chỉ là mơ? Thì hy vọng là Thoa với bạn nam này thì có thể là tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Sao bạn? Bạn đi với ai? Dạ, cô chị đồng nghiệp cho công ty em. Rồi, chào em. Em chào Huyền Linh, chị Cát Tường và các vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Chị thấy bạn Thoa bên đây á, thì Thoa về cái phần hướng hiện đại cũng không hiện đại mà truyền thống không truyền thống. Còn Luân bên đây á, thì em nó rất là hiền, rất là nhát. Chị nghĩ là Luân với Thoa là hai đứa hợp nên hẹn hò. Hợp, hẹn hò. Chốt lại là hợp, hẹn hò. Rồi bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha, ở cái nhìn đầu tiên. Kéo màn lên. Dạ, em mời anh. Đây là bánh tự làm.
Mình là nam ha, nhường lời cho em là nữ. Em hỏi đi, em hỏi anh trả lời cho. Anh đã chủ động hỏi em chứ. Hai người nói qua nói lại về tới sáng luôn. Dạ thôi để em nói trước nha. Tại hồi nãy có một cái anh thích á, một cái người phụ nữ mà có 4S và 4H luôn á anh. Dạ thì anh cũng thấy em rồi á, thì anh không biết là có được chữ S với chữ H nào của anh hay không. À 10/10. Ừ, dạ. Ồ, em tốt vậy. Hiện tại thì không biết là công việc anh làm ở đâu anh? À, anh đang làm ở Tân Phú, gần Đầm Sen á. Dạ. Em nãy em nói em làm ở quận 8. Dạ đúng rồi. Thì cũng gần ha. Dạ. À, anh có thích đi du lịch không ạ? Anh thích đi du lịch, nhưng mà cái anh thích khi nào mà cái khả năng mình có, lúc đó mình tập trung mình đi một chuyến lớn, giống như anh thích đi Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản á. Chứ còn đi nước ngoài thì em chưa được đi à. Thật sự mà nói thì đi phượt thì anh không có thích lắm. Dạ. Nhưng mà nếu đi thì nếu em thích đi thì anh vẫn đi với em được. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Nào, hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Lắng đọng lại. Chúng ta có nên bấm nút hay không? Bởi bấm nút, chúng ta sẽ có cơ hội đi đến cuối cuộc đời. Bấm nút là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cuối cùng hai bạn ấy đã bấm nút. Nào hai hai người nắm tay nhau. Ta chưa có bạn trai đó, chưa có mối tình nào đó. Tay này, tay này, tay này. Trời ơi, nắm mà phải kiều kiều chỉ tay này nữa. Thôi, tay này. Vậy á, cho anh hôn một cái nha. Gửi tặng hai bạn, phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azak Hàn Quốc. Sản phẩm dành cho hai bạn là sản phẩm của Kumagon. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một không gian rất lãng mạn, một không gian để ta có thể tìm hiểu nhau. Nào, hãy đến Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và tìm hiểu nhau đi hai bạn. Dễ thương lắm đó. Thưa quý vị, tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Ủa, dạ. Thế ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở với ngoại. Ngoại mất thì con ở với gì? Mời bạn nữ. Ôi dịu dàng quá đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Mình giới thiệu về mình nào cô gái. Dạ xin chào Cường Vân với lại chú Huyền Linh và bạn trai bên kia. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ, em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ, em cũng sau đó làm bên Dubai? Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai ạ. À, 6 năm, rồi mình về mới về đây đúng không? Dạ, về năm 2020 thì dịch cho nên là con lên Sa Pa làm ạ. Và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa cho nên con ngưng cái việc làm lại ạ. Con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ. Nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại là con không có đi làm á. Cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi xin mời em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào khán giả của mình nữ bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu. Hôm nay em 29 tuổi. Em sinh năm 92. Em sinh ra ở Bình Thuận, đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm kỹ thuật viên ạ.
Hậu làm kỹ thuật viên. Dạ. Hằng Hậu, Hằng có Hậu, có Hậu là có Hằng. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là tự lập, em lạc quan vui vẻ, em nghĩ mình có tính cầu tiến, cũng biết lắng nghe chia sẻ. Bây giờ mình nói sơ một chút về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ, con ở với dì. Ở dưới ngoại xong ở với dì. Ủa, trước ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào. Tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở dưới ngoại. Ngoại mất thì con ở với dì. Con có nhớ về mẹ mình, cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con được chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Ồ, vậy hả? Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu, chứ chỗ chùa bây giờ chắc cũng có truyền hình hả Linh ha? Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ. Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Ừ, dạ. Có bị xúc động. Không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ, nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con cũng chấp nhận chuyện đó được. Mẹ mà nhìn thấy Hằng như thế này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ. Huỳnh Ngọc Trâm. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ ông bà ngoại mất rồi nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn An, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên. Nghe cái chia sẻ của Hằng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Dạ em nghĩ là bạn nữ bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Bạn ấy đang thiếu thốn cái tình cảm của gia đình. Dạ. Và luôn luôn hướng về gia đình. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Thôi Hậu nay 30 tuổi mà chưa có mối tình nào. Dạ, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ. Mới tìm hiểu có 1-2 tháng là người ta không có quen em nữa. Thương quá vậy. Còn Hằng thì sao? Dạ, con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên con mới biết được là học đếm là như nào. Con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa tầm giống kiểu đếm 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo anh có thể đi. Nhưng bạn đó lại tiếp tục chọn con rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và cứ như vậy. Chào Hằng. Dạ, em chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á. Còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông mới ông nghe dạ, đi. Dạ, mối tình thứ hai là con làm ở Dubai lại. Con được cái bạn đó cứ theo miết ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á. Cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình. Có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình. Thì gia đình bạn đấy không chịu. Bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi. Không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như Hằng này. Nhưng gặp quá nhiều giông bão trong cuộc đời. Cái số phận trớ trêu ha. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có Hậu đó. Và Hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Chờ đó nha. Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con.
chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì ông Hậu? Dạ được ạ. Được không? Được rồi, để cô ra cô coi cái người đàn ông mà tinh khôi. Hiền khô, Hậu tinh cũng hiền khôi nữa. Luôn. Ừ, trời đất ơi. Đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, thế là người ta không có thích mình nữa. Rồi người ta chẳng, người ta không thèm thích mình luôn. Dạ. Cái gì kỳ cục vậy chắc trời? Chẳng. Nhiều khi số phận Linh ơi. Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau ở đây, để gặp bạn Hậu. Đúng rồi. Gặp Hậu, Hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Các bạn nữ cũng dễ thương, rất cao ráo. Nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, Hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau thì là Hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Cô gái bên kia lúc đầy bản lĩnh, tự tin, tự lập, một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là và đau khổ như thế. Hậu thì rất là hiền, mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng vun đắp mối tình này đó, thì anh nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác, tôi thấy là mở đi cho... Mở rào, cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Rung quá hả? Dạ. Hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Đâu gặp anh có món quà tặng em. Anh tặng em gì vậy? Em đâu có bảo không được anh hỏi. Bình dưỡng nhiệt á. Dạ, một bình dưỡng nhiệt rất là dễ thương ạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, bữa lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà, em tặng anh cái áo. Nếu mà anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được. Nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Con nghĩ vừa rồi. À, vừa rồi. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc mà anh nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ, em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không? Hay là về đây luôn? Dạ, em về đây luôn ạ. À, đã phấn đấu lâu rồi, em cũng muốn có một gia đình. Anh thấy em rất là nghị lực, giỏi không? Anh thì cũng ở quê lên á. Anh cũng tự kiếm tiền rồi đi học. Anh mới học nghề xong đây rồi, giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình. Nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình bấm nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? À? Em ở chỗ nào ạ? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 ạ? Nếu mà tình hình ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu động vật không? Nhà em có 2 chó, 3 mèo, vì em đang nuôi. Anh nghĩ em sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó. Đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi. Cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật, với lại là sống tình cảm lắm. Tại đây mình nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ, em nấu ăn được, ngon ạ. Anh cũng biết nấu á. Tại anh đi học một mình á, lúc đi học là anh không có việc gì nên cũng tự túc được. Cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Đúng rồi, đúng rồi. Gia đình Hậu còn bao nhiêu người với ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết luôn đi. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ, ở Bình Thuận. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình. Mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ. Khó để chọc dữ lắm, nhưng mà chọc dữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy? Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Hậu nói với Hằng đi, tương lai mình lập nghiệp ở đâu rồi mình phát triển kinh tế thế nào? Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Cưng không? Em theo anh, phát câu nó gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Thế em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Em thì ở trạng thái em đã sẵn sàng về tinh thần và cả kinh tế. Có nghĩa là bên điền trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả, con không đòi lễ. Anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Đóng lý về cái em gì? Đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới hay là không đòi lễ. Người ta nói vậy thôi chứ mình phải có lễ chứ, con gái đi cưới. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng
đến nửa năm là có thể tới hôn nhân được nếu hợp nhau. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á, là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau, không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả. Mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút thì mới hạnh phúc được, chứ không ai mà đặt vào cái là hợp nhau cả. Lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ, nhảy nãy giờ không biết nó chạy có bên tay bên phải thôi. Vậy hả? Còn Hằng sao Hằng? Dạ, con có thích ạ. Hai bạn này á là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu, nhưng mà chắc là hai bạn này yêu rồi hòa hợp rồi đi đến hôn nhân. Hậu có thể đến nắm tay bạn gái, hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Tặng em một bài hát nha. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Anh hát hay mốt phải hát cho em nghe. Ok ha. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất là tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Hãy nhìn lên màn hình. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là dì Út của Thúy Hằng. Tôi là dì Út của Thúy Hằng. Chúng tôi đến từ Bến Tre, quê hương đồng khởi. Thúy Hằng là một người đứa con, cháu trong gia đình ngoan, hiền, lễ độ. Tôi muốn nhờ chương trình tìm cho Hằng một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc đời của tôi. Xin chào. Cậu thấy gia đình của Hằng hiền không, dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định, để tay vào nút bấm đi. Nếu bạn cảm giác rung động, nếu các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa là nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có hậu. Có hậu rồi, bắt đầu đó. Ở sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ Hậu giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó. Có cậu của gia đình mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì Dượng đó. Cháu chào dì Dượng. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Hằng nói với ba mẹ của Hậu đi. Con chào hai bác á. Con là Hằng quê Bến Tre. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn á. Quê giỏi lắm đó. Và đây sẽ là những món quà của chương trình. Cảm giác của em bây giờ rất là vui. Thấy hôm nay chương trình tìm cho em một người bạn rất là tuyệt vời trên cả sức mong đợi của em. Giờ em đỡ run hơn lúc nãy rồi. Em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ, em cũng làm ở bên Dubai. Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở với ngoại xong ở với dì. Tại là lần đầu tiên nên cảm xúc rất là xấu của em. Giống như mình đang trong mơ ấy. Em cứ phải bình tĩnh lại. Thôi là rất là vui sướng. Bỏ thời gian chờ được mấy tháng luôn đúng không? Dạ, em thấy thời gian đó không là gì hết khi gặp bạn nữ ngày hôm nay. Em thấy Hằng là một cô gái rất là hiền, rất là giỏi và đầy nghị lực. Cũng là một người để em học hỏi thêm. Để mình phải cố gắng sau đó để cho Hằng
không có thất vọng khi hôm nay đã chọn em. Hiện tại em vẫn còn rất là run ạ. Không biết là do máy quay hay là do bạn trai bên cạnh. Em thấy chương trình chọn cho một người bạn trai rất là tốt. Bây giờ thì chưa có biết là tốt như nào, nhưng hiện tại cảm nhận và vẫn đang rất là tốt. Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, anh thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Thực ra là em cũng không thích ở thành phố Hồ Chí Minh lắm, bởi vì nó rất là ồn ào và em thích ở miền quê hơn. Nếu mà về bên đấy thì em cũng sẽ rất là vui ạ. Em có thể tìm một cái việc gì đó phù hợp ở cái nơi đó, chẳng hạn như có thể mở một quán nhỏ nhỏ, được nhỏ thôi, hoặc là mở một tiệm tạp hóa cũng được, miễn sao mà mình có một cái đồng ra đồng vào thôi, chứ không cần phải là tiền rất nhiều. Bởi vì nếu mà mình càng nghĩ mình càng kiếm nhiều tiền thì không bao giờ là đủ cả, mà khi không biết đủ thì sẽ không bao giờ là hạnh phúc. Không phải là em nghĩ về những cái mà tốt đẹp không, mà em nghĩ luôn cả những cái khó khăn ạ. Có nghĩa là không ai có thể bước đầu ngày đầu tiên mà mở lòng với một người lạ. Thì em sẽ cố gắng để hòa hợp, để học theo văn hóa của nhà của bạn, để mà hòa hợp theo ạ. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa rồi đó. Với Hằng thì bố mẹ nhà chấm 9.5/10 ạ. Hôm nay mẹ có biết em đi hẹn không? Dạ mẹ có biết ạ. Tắm nước xong đã thông báo cho mẹ chưa? Nãy giờ chưa kịp luôn. Chưa kịp luôn à? Thế dạ. Giờ gọi luôn cho mẹ đi. Chào. Được rồi mẹ ơi. À, dạ. Đi chưa? Dạ chưa, đang mua quẩy rồi lúc xong rồi, mẹ ăn cơm chưa? Anh ơi, đi dạ. Sẽ mẹ mẹ thấy nè. Dạ. Em đi cô. Rồi chào con. Có nội gì về bàn cãi của con không? Bạc chúc hai đứa tiến thành thì bạc đi cưới chồng hầu nghe. Dạ con cũng con hiểu được tiếng của bạn không? Dạ hiểu. Con người chỗ nào? Dạ con quê Bến Tre cô. Bạn cũng mong hai đứa cho cơ hội đi để rồi để bạn đi cưới vợ cả hầu. Hầu nó hiền lắm, nó thiệt quá. Chiều nay con cơm với gì vậy? À, ăn cơm với rau luộc với cá chiên. Em không biết. Dạ. Rồi này cũng trong cho hai đứa. Dạ. Tới cuộc chiếc em gọi điện mai 6 tuần nha. Biết ở nhà gọi điện nha. Dạ, em không biết rồi. Em vui vẻ hát nè. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Bài hát cũng là những gì em muốn nói với anh. Như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Và một người và học bác vui vẻ bình thiên quá là được. Ở ngoài con thuyền có nhiều thứ quý lắm. Em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai qua đường sống muốn. Cô đã đất lành chim đậu, ở đâu có mồi nói chim cu thì tới. Đất lành chim đậu, đậu nói vậy cho nó rõ, nói rõ con chim cu nữa. Mời bạn nam. Rồi mời em ngồi. Chào em. Xin mời bạn nữ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cũng như quý khán giả thêm đài. Em là Phạm Thị Phương Hồng Quế. Em năm nay được 36 cái xuân xanh. Và em là nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Quế? Dạ em làm ở Phú Nhuận ạ. Thôi thì mới trỗi. Vậy hả? Dạ. Phú Nhuận sống ở đâu? Dạ em sống ở Gò Vấp. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào cô Hồng Vân. Xin chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nhật Phi. Hiện tại em được 36 xuân xanh. Em sống làm việc tại Khánh Hòa. Làm gì?
Dạ, nghề nghiệp của em là làm bên xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Mình có điểm mạnh hay yếu gì em? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, hoạt bát, thích ca hát, thích nấu nướng này nọ. Còn điểm yếu của em thì do cái môi trường làm việc, nhiều lúc người ta nói là nó chỉ bị ảnh hưởng tới vấn đề về tính cách của người. Trong quá trình làm việc thì em hơi nóng tính. Do xây dựng thì nhiều lúc người ta nói là không được lãng mạn cho lắm. Hơi khô khan ha. Vâng. Thôi, mời nhà gái. Bạn nam bên kia thì bạn nói là bạn làm bên kỹ sư xây dựng. Thì em cũng làm bên công ty xây dựng. Em lên phòng mua hàng của công ty xây dựng. Dạ. Mua hàng thì em sẽ cũng hoạt bát, cũng nói rất là nhiều. Cái tính của em thì nó cũng hơi mạnh tí xíu. Dạ. Em nghĩ là đâu đó cái nghề của em với bạn bên là tương đối là tương thích đó, đúng dạ. Không? Ừ. Rồi em có mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình khoảng 4-5 năm, sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản. Người văn hóa thôi. Người nước ngoài hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ, 7 năm á hả? Dạ đúng rồi. Bạn trai, còn mấy mối tình? Em thì cũng có đúng một mối tình. Năm đó là em 25 tuổi. Rồi yêu mấy năm? Dạ, trong vòng 1 năm thôi. Rồi sao chia tay? Tình hình về kinh tế của em là nó không ổn định. Không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra. Rồi đó em đang làm xe nên. Rồi từ đó tới giờ không có mối tình nào nữa? Dạ không ạ, 12 năm rồi. 12 năm rồi, một bên 7 năm, một bên 12 năm. Ế thành xu thế luôn rồi. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Em chỉ còn một người và hoạt bát, vui vẻ và biết kính trên nhường dưới. Đừng ghen quá là được. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc rất chi là nhiều người ạ. Anh có hay đi công trình không? Anh đi làm, anh sẽ đứng một vị trí một công trình nào đó. Nhiều lúc là mình có thể chạy qua chạy lại một số công trình khác của công ty. Nhưng mà thường công trình của anh ở đâu? Thường công trình của anh là nằm ở từ Khánh Hòa đi vào Sài Gòn ạ. Nhưng mà nói chung em tiếp xúc nhiều, nhưng mà kỹ sư xây dựng thì chắc là tiếp xúc đàn ông nhiều hơn. Không, nhưng mà ở ngoài công trường có nhiều thư ký lắm. Với lại mua hàng cũng gặp cô bán hàng cũng gái rồi sao? Đối với phòng mua hàng của em thì sẽ có một bạn là chuyên phụ trách về vấn đề này. Rồi, em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em không có mẫu hình lý tưởng nào hết, nhưng mà em chỉ cần vừa người là được rồi. Rồi, đơn giản vậy. Còn nhà gái? Em chỉ có mong là người đó hiền lành, biết sống với người lớn hay là trong gia đình. Rồi biết tôn trọng những người xung quanh, hiểu mình. Chào em gái. Chào. Tay qua coi mắt ha. Dạ. Đây cô gái dễ thương, xinh xắn á. Dạ. Này là bán hàng đắt rồi. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body 6 múi. Dạ. Dạ. Kỹ sư xây dựng đi nhiều chắc cũng đúng rồi. Thể lực mạnh lắm á. Qua chị đếm thử có mấy múi nha. Dạ, chị đếm. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ, nói dai á anh. Rồi em, sao nãy giờ mấy múi nè? Dạ, em một thôi ạ. 6 múi dầu múi. Rất là săn chắc cho chị thấy vậy ok rồi. Em cao như vậy cưng? Dạ, em cao 1m72 ạ. Dạ, được chị. Được không? Mục tiêu của em chị, em thích cao tiêu chị. Tiêu đúng không? Để, em cũng có người con. Đi công trường chắc là da ảnh ngâm phải không chị? Sao? Chị coi giùm em thử da ảnh có ngâm không? Dạ, đắng tươi. Dạ, ngắm. Đi công trường mà. Kỹ sư văn phòng mà. Dạ, mắt một mí, hai mí chị. Em muốn mắt hai mí. Em ơi, cho chị coi cặp mắt em nè. Không phải hai mí, không phải một mí mà là mí lót được không? Dạ thôi cũng được. Cũng được đi. Rồi còn gì nữa không? Muốn gì nữa không nè? Em thích tướng tá cao nè, rồi thân mình mảnh khảnh nè. Mảnh khảnh đúng không? Dạ đúng. Có rồi. Mảnh khảnh luôn. Có mảnh khảnh. Em trai không thích điều gì ở phụ nữ? Nó chỉ có một cái thôi, không chịu sân sỉ với nhau. Em không thích điều gì anh trai? Cũng là không thích chửi thề. Do công trình đi chửi thề. Em có chửi thề không em ơi? Mở rào liền luôn coi có hợp không? Quyết định gì đi. Mở rào. Xin mời. Không gian này là của bạn đó. Bắt đầu đi. Bước qua. Dạ. Đầu tiên thì mình có món quà. Gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên là có người tặng sách. Dạ. Mình cảm ơn anh. Cuốn sách này nó có tựa đề rất là hay, nơi đến hạnh phúc. Dạ, biết rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mình đã đọc được 5 trang. Dạ. Được chưa? Dạ, cảm ơn anh. Cái quà mình mở ra. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không có gọi là gì là giá trị. Nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nếu mà em chấp nhận, lúc nào anh cũng có bên người em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Là cái gì sao quyền bí vậy mở ra? Thứ từ một sợi chuyền di chuyền thôi. Dây đeo hay là cái lắc anh? Dây là phải đeo thôi em sao vậy? Ủa vậy dây là phải đeo hả chị? Đeo, trời ơi. Rung quá hả? Anh rung quá, em rung quá. Vậy em cầm cho. Bên nhà gái tôi đẹp gái quá mà không rung sao được ông? Trong lòng tôi suy nghĩ rồi tôi nói trời mở rào ra là ông rung liền. Đẹp gái quá trời đẹp gái mà.
Rồi, cảm ơn anh. Quá. Trời ơi, đều quá. Làm vừa đó giờ quen đeo nhiều lắm hay sao? Thôi con. Thì nói em đeo gông vô cổ rồi. Chết rồi. Dạ thôi nhường cho anh nói trước. Đúng là nó hồi hộp mà hai cùng. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc với nhiều người. Nhưng đối với bạn nữ, gặp bạn nữ thì mình biết nói gì hết. Nên người ta gọi là gì vậy? Gọi là những cái là trở thách. Anh là xây dựng dân dụng hay là công nghiệp? Mình xây dựng và thương mại, xây dựng khách sạn resort. Lâu à, làm cái công trình đó lâu lắm á. Vậy là anh cứ đi công trường hoài thôi đúng không? Hiện tại anh là kỹ sư trưởng hay là anh là coi như giám sát công trình hay là coi như anh là CM hay là gì? Không, hiện tại đối với anh thì anh là trưởng bộ phận ở đó. Anh về kỹ thuật về điện hay là về MI hay là? Về hai cái, một là thi công và tấm phòng cháy chữa cháy và phòng HVC và một cái nữa phần HDE. Hai người chung nghề nhau hỏi dễ hiểu quá ha. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Ở đây anh cần chia sẻ với em luôn. Đối với anh là cuộc sống thì chúng ta nên hướng vào cội nguồn và gia đình. Giờ anh đã chuẩn bị về để có gia đình chưa? Cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. Thì lúc đó là mà hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa, vậy rồi làm sao? Đúng anh, được không quan trọng nữa đó. Gọi là đất lành chim đậu, ở đâu có mồi nó chim cu sẽ tới. Gì ở đâu có mồi chim cu nó tới hả? Đúng rồi anh. Sao không loại chim khác mà cái chim cu tới? Đất lành chim đậu, nói vậy cho nó rõ, nói rõ con chim cu nữa. Thí dụ như bây giờ nè, anh có thể có một công trình ở thành phố hay là có thể xin chuyển vào thành phố làm, có thể được không? Dạ được ạ. Còn em gái, em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân? Tại vì tuổi của tụi em bây giờ cũng không phải là nhỏ nữa, nên nếu mà hợp á là nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn, cái đó là rõ ràng. Em nghĩ tương lai mình sẽ ở đâu thì hợp? Em thì em muốn ở Sài Gòn, tại vì công việc của em ở Sài Gòn đang rất là ổn định. Có hướng về Sài Gòn không? Dạ, anh hướng về Sài Gòn đi anh. Như nãy em mới nói rồi mà. Thì ở đâu là... Ở đâu có mồi chim cu tới? Đối với công việc của anh thì... Một tuần, anh nghỉ được chiều thứ Bảy và Chủ nhật. Chiều thứ Bảy, Chủ nhật. Ủa, công trình mà được nghỉ thứ chiều thứ Bảy hả? Công việc của anh hiện tại bây giờ là mình đứng ra mình nhà đầu tư. À, anh bên chủ đầu tư. Mình không phải là đơn vị thi công, nhà thầu thi công ở dưới. Rồi. Mình hiện tại đang làm cái dự án này cách sân bay khoảng 200 mét. Nên có thể đi lại rất nhiều vậy. Bước ra bay cái tới, bay cái tới. Vậy thì bao số bay cam, vô Cam Ranh á. Cam Ranh, sân bay Cam Ranh, dạ. Anh đang có một cái dự án lần này. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh nên chưa vào được. Để quyết định thôi. Bây giờ tụi không còn nhỏ nữa. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta qua thời gian tìm hiểu. Đôi 3 tháng, 2 năm, 7 tháng gì đó. Nếu ta phải hợp. Thì trong vòng năm nay, càng tốt. Trong vòng năm nay đúng không? Trong vòng năm nay. Quyết liệt ha. Ba mẹ em ở đâu? Gia đình em, ba má em vẫn còn ở trên Gia Lai. Mình ở đó là mình ở nhà riêng hay là mình ở... Dạ, nhà riêng. Người ta có nhà riêng luôn, thấy không? Nhà đó là em mua hay của ba mẹ cho? Dạ em mua. Cổ mua là cổ quá giỏi, còn đó. Ba mẹ là của thừa tự thôi. Thấy chưa? Thân phận nữ nhi mà người ta còn mua được nhà ở thành không, phố Hồ Chí Minh. Không, nhà chút xíu mà. Nhỏ cũng là nhà. Nhà cũng nhỏ là ở đây hoa. Là mình đừng có nói chuyện nhà lớn hay nhà nhỏ. Nhà nào cũng là nhà cả. Hát tặng cô gái ăn bài đi. Thoải mái lên. Bớt rung đi đó, để sách đây. Hay là để làm sao cho anh thoải mái, anh cứ tự thoải mái, anh ngồi hay đứng gì đó. Giải phóng cơ thể đi. Anh xin gửi đây một vài câu trong bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Không quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm đêm có hay, mà giọt buồn hồi vừa trên môi mặn đau. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm sao vắng mãi đêm dài, để mình ta với con tim càng khôn mang. Rồi, cũng phiêu lắm chứ hả? Đúng rồi, rất là phiêu, rất là phiêu, rất là phiêu. Rồi, em gái. Em hát một đoạn trong bài Nợ Duyên đi ha. Em hát cái đoạn trong nữ nha. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hương, biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhìn em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Dạ, hết rồi. Thật lòng anh biết chẳng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ơi, sao không cùng nhau tránh bước chung đường. Nhà anh thì cũng đến, là cái đoạn phòng em đến nhà thì cũng đến rồi thôi. Hãy gặp nhau, xa chồng nhau anh nhé.
Bây giờ trước khi hai bạn quyết định thì chúng ta hướng về màn hình để xem người thân nói gì. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quỳnh Linh. Chào Hồng Vân. Tôi là cô của cháu Phương Hồng Quế. Hôm nay đến với chương trình, mong cháu tôi tìm được một chàng trai thật là dễ thương để dẫn nhau đi đến hết quãng đời này. Riêng Quế thì cô khuyên Quế là không được khó tính nữa, nhí nhảnh hơn một chút xíu nữa đi để hòa nhập với cuộc sống cho nó thoải mái. Sau chương trình này cô mong rằng hai đứa sẽ dẫn nhau về trình diện cô. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người đang theo dõi trong trường quay này. Cô dễ thương quá à. Cô đáng yêu quá trời. Cô cũng cute lắm ha. Dạ. Ta trò chuyện với nhau rồi, bây giờ mình đưa ra quyết định nào. 3 2 1. Hết thời gian. Ủa, em bấm rồi mà. Em bấm mà. Hai chị đã hẹn hò với nhau. Nào ta hãy nắm tay. Đó. Dễ thương, cười tươi quá trời luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Chuối Ecool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn chương trình. Dạ. Bảo vệ Phương Hồng Quế nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Và thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và hãy cùng yêu thương nhau, đoàn kết nhau để vượt qua đại dịch. Và mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn, có những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thì chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn ạ. Tức là mức độ nhanh quyền lên gì được, nhưng mà đừng có mà hỏi mức mà kêu là em ơi em thơm chán nên cái thơm nửa ngày chưa xong, hơi mệt á. Rồi, nếu là lấy em là em làm dâu. Em không làm dâu ạ. Dạ. Em sao làm dâu được? Nói với em á, ý là bây giờ mà anh lấy em á là em phải làm dâu. Dạ vâng. Trời ơi, thì rõ. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ mình giới thiệu trước cho em. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi.
quê em ở Nghệ An và hiện tại thì em đang làm trợ lý luật sư cho văn phòng luật sư ở Biên Hòa. Mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và toàn thể mọi người có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, năm nay 25 tuổi. Hiện là nhân viên đội tu bổ của kho 360, cục quân khí, tổng cục kỹ thuật. Nghĩa là sao em? Là đi xây dựng sửa chữa các công trình của trong kho quân. À, trong tất cả các kho của quân đội đúng không? Không, kho của bọn em. Kho K560 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. À. Vậy là cũng gần nhau đúng không anh Linh? Gần nhau rồi. Rồi, gần nhau. Gần đó chị. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em tự tin, em sống tình cảm, em rất là chân thành. Khi em vui thì em cũng vui hơn người khác. Ví dụ như hồi sinh viên á, em mua được một cái váy mới là đêm đấy mất ngủ luôn. Hoặc là ví dụ như vô quán cà phê, cái mọi người gặp một anh đẹp trai thì cũng ổ đẹp trai quá, hot boy đó, xong rồi bảo đi. Còn em thì em sẽ đến ngồi gần anh, hai anh đẹp trai quá hả, ngẩng lên em ngắm cái nữa, xong rồi bye anh. Thì cảm xúc của em nó lên như vậy. Khi em hồi hộp hay khi em buồn, nó cũng mạnh hơn những người khác. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm chị. Bạn trai, nghe ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái em thấy như thế nào? Dạ, được chị ạ. Khuyết điểm cũng được nữa. Dạ. Vậy còn điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng biết chơi một vài môn thể thao. Rồi, còn điểm yếu của em là cũng nhút nhát đó chị. Nhút nhát? Dạ, đó là đứng trước bạn nữ thì... hay run. Nhát gái. Run trước bạn nữ thôi. Dạ. Trải qua mối tình nào chưa em? Dạ em có 2 mối tình vậy. Bao lâu rồi? Cũng 2 mối rồi hả? Dạ. Cách đây 6 tháng. 6 tháng, em quen bao lâu? Mối tình gần đây cách đây 4 năm. Trời. Quen 6 tháng. À, quen mới 6 tháng thôi. Mà chia tay cách đây 4 năm rồi. 4 năm. Lý do sao chia tay? Dạ tại hồi đó đang lúc học đại học ấy thì kiểu hay đá banh ấy, cái là buổi tối hẹn đi chơi mà cái cũng quên đó. Mê trái banh hơn mê bạn gái. Hay. Đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi bạn gái giận chia tay luôn. Dạ cũng nói chung một lần hai lần, cái lần ba cũng tới lần ba tao phải chia tay. Trời đất ơi, dạ. Lần nào cũng mê trái banh hơn hay mê bạn gái hết trơn á hả? Dạ vâng ạ. Rồi nếu bây giờ hẹn với bạn gái thì mình mê cái gì rồi bỏ bạn gái nữa không? Dạ không ạ, mê bạn gái thôi, không mê cái gì nữa. Còn mình thì sao nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi chị. Chà, giống nhau quá ha. Chia tay cách đây hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Yêu xa chị, quen nhau 1 năm. Xa là xa cỡ nào? Từ Nha Trang về Nghệ An đó chị. Giảng giảng ra cái là chia tay luôn chứ không có lý do chính cụ thể. Đúng rồi chị. Rồi mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên. Hơn chắc rồi. Không hỏi. Hả? Có hỏi không? Không ạ. Hỏi nha anh Quỳnh Linh thì được nhưng mà đừng có... Tức là mức độ nha anh Quỳnh Linh thì được, nhưng mà đừng có mà hỏi đến mức mà kêu là em ơi em thơm chán anh, cái thơm nửa ngày chưa xong, hơi mệt á. Rồi, hỏi thông minh chứ có gì đâu mà sợ. Còn gì nữa không? Không có răng bầu chị. Dạ. Còn về tính cách thì như một người cha, một người anh ấy, ấm áp, che chở. Và có thể là người đó là người một người đàn ông đích thực, chín chắn, trưởng thành, bao dung, độ lượng. Sao là đích thực? Đích thực nghĩa là đã trưởng thành, chứ chị không có tính trẻ con. À. Dạ. Yên tâm, với chiến sĩ quân đội như Việt Nam thì bao giờ cũng đã trưởng thành em. Cho em đưa ra điều kiện khó nhất luôn đó. Có cái gì không thích ở người bạn trai nữa không? Lạnh lùng. Đừng có, anh có tình cảm trong lòng đó nhưng mà anh không có thể hiện. Im sao đúng biết rồi, được đúng không? Đúng rồi chị. Ví dụ em thích ai là em nói luôn á. Vậy là em là tiếp người cũng có chút lãng mạn. Đúng rồi chị. Bạn trai. Dạ. Em có lãng mạn không? Dạ em lâu lâu cũng hơi lãng mạn. Dạ. Bình thường là lãng nhách phải không? Dạ, lâu lâu. Mình muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em mình cao tầm 1m55 đến 60, chơi một tí cũng được. Dạ, hiền lành, cũng có cá tính một tí, tình cảm. Biết kính trên nhường dưới. Hết rồi. Như đó thôi hả? Dạ. Hết rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ có, bạn gái như kiểu nói tục với lại chạy người kia thì không thích nữa. Gái mà nói tục là phạt lắm á. Có nói tục không? Chắc không chị, em làm nghề luật mà. À, có chẳng không? Em đi tán gái hoài à. Chắc không chẳng đâu.
Chào em. Em nói em thích người cá tính đúng không? Cô này rất là cá tính. Thích em là hồi cô tấn công của cô em luôn. Em sợ không? Dạ không chứ. Dạ không, không được chung bước trước kinh thù. Không được. Ở đây là người yêu. Ở đây không phải quân thù. Không, nhưng mà mình ấy mình áp dụng vào đây cũng được. Mình cứ coi như người yêu là quân thù đi. Vâng, mình không sợ gì. Đúng tinh thần của chiến sĩ. Bạn trai này đặc biệt quá ta. Mắt đẹp quá ha. Chỉ khen ngại. Nhưng mà tại sao? Tại sao 4 năm vừa qua em không có tìm được cô nào mà phải nhờ đến chương trình ngày hôm nay? Dạ, tại học năm đại học năm 2 em chia tay bạn nữ thì em cũng lao vào em học với lại chơi đá banh không à. Xong cái em đi bộ đội luôn. Thì em cũng thấy tới giờ luôn. Bây giờ muốn chừng nào lấy vợ? Dạ, nếu mà được thì năm sau vậy ơi. Còn mà mình lấy về rồi vợ chồng mình sống ở đâu? Dạ, bạn nữ có chịu ở làm dâu thì ở về nhà em ở. Dạ, tại em con một trong nhà. Coi như là bây giờ là nếu là lấy em là em làm dâu. Em không làm dâu ạ. Đúng rồi. Dạ. Em sao làm dâu được? Nói với em á, ý là dâu. Bây giờ mà anh lấy em á là em phải làm dâu. Dạ vâng. Trời ơi, thì rõ. Tôi mồi ta dày thì kêu làm dâu sao được. Mồi cho mà cũng không được nữa. À vâng. Tại chị em tưởng chị đang nói chuyện với em. Em mạnh mẽ mà. Hả? Em mạnh mẽ. Mạnh không? Mạnh. Trên đời này em sợ cái gì nhất? Dạ sợ ma chứ. Em gặp ma lần nào chưa? Ma. Dạ chưa mà vẫn sợ. Chưa gì, có gì đâu sợ. Mà tại nó ghê biết, quá. Biết nó ra sao đâu mà sợ. Nó ra sao? Em sợ cái gì của con ma? Dạ em sợ cái em chưa thấy con ma nhưng mà em thấy nó sợ thôi. Ủa vậy rồi bây giờ rủ như mà đi hành quân rồi đi vô trong rừng sâu rồi này kia rồi ban đêm rồi sao em đi? Em sợ nhưng mà em vẫn đi chị, cứ không sợ không sợ. Vượt qua nỗi sợ hãi. Vâng, cứ trong đầu cứ suy nghĩ không sợ không được sợ không được sợ. Chứ đi trong rừng không sợ thú dữ mà đi sợ ma. Thường mấy người sợ ma sợ động vật lắm á. Em sợ động vật có vú. Hả? Kỳ vậy. Dạ. Sợ động vật có vú hả? Con nào thì hay thấy thì em không sợ, con nào ít thấy thì em sợ. Ví dụ con gì là sợ? Dạ, ví dụ như con hổ với con báo với là con gấu này kia thì em sợ. Có cái con mà 4 năm nay chưa có gặp chắc cũng sợ. Dạ. Không có sợ cái gì hết. Vâng, bữa nay hết sợ rồi. Bữa nay hết sợ nghe không? Trời ơi, thiếu quý mà sợ ma, sợ động vật có vú. Ảnh yếu đuối vậy. Rất là men. Ồ vậy hả? Rất đẹp trai. Chị đảm bảo nhìn là em mê liền. Nhưng mà có cái vụ đó cũng hơi ngộ ngộ thôi. Hả? Chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Trong cái môi trường huấn luyện của quân đội đó. Dạ. Có sợ cũng phải đi. Đúng rồi. Có rung cũng phải bước. Nhưng mà đang rung bước mà gặp động vật. Không, nhưng anh nghĩ rằng với cá tính của em, em cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cái anh chàng sợ ma với sợ động vật có vú bên đây. Nhưng mà anh nói nè, em có thích anh bộ đội không? Em thích chứ anh. Ông em cũng là bộ đội. Ừ. Cũng đi hành quân vào Nam. Ừ. Rồi cái hồi bé ông em hay cho em xem những cái tấm hình của những đồng đội của ông, những anh, những người chú rất là đẹp trai. Thì từ đó nuôi dưỡng trong em một cái tình cảm đặc biệt dành cho hình ảnh người lính. Em có biết bộ đội là phải huấn luyện nhiều lắm không? Em biết anh. Có kỷ luật quân đội, biết dạ. Không? Có sự hy sinh. Dạ. Em có chấp nhận những điều đó không? Em nghĩ là em chấp nhận. Như vậy là được đủ rồi. Cảm ơn em. Hôm nay mình có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với bà em, sếp em và những người bạn của em. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Cát Tường. Chào bà. Và xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Bà thấy chú bên này thì hiền. Bà muốn hỏi cháu trai bên này. Dạ, bà. Là cháu quê ở đâu? Dạ, bà là con quê ở Thái Bình ạ, sinh em và lớn lên ở Đồng Nai ạ. Vậy là tốt rồi. Tính của Dung á thì hơi nóng một tí xíu, nhưng mà nó sống rất là tình cảm và nó có trách nhiệm với gia đình. Gia đình thì ở ngoài Nghệ An hết, nhưng mà không có nặng là coi như phải về ở đâu. Cứ con ở đâu làm công việc nào mà thuận tiện thì sinh sống ở đó. Dạ, cảm ơn cô. Bà rất ủng hộ hai cháu. Dạ, cảm ơn bà.
Bà ủng hộ thế tốt rồi. Rồi, đại diện họ nhà trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Dạ, chào anh. Chào hai em và chào các vị khán giả. Tôi là Nguyễn Tuấn Hùng, là thủ trưởng của đồng chí Tùng. Đồng chí Tùng là một người là có sức khỏe và có bản lĩnh, hơi trầm tính một tí nhưng mà rất tình cảm. Về gia đình thì đồng chí Tùng là gia đình rất là cơ bản. Bố là đại tá, mẹ là trung tá, còn đang ngồi cạnh tôi đây. Ồ, dạ. Tùng ạ, chú mà cách đây 20 năm chú ngồi trên chỗ cháu ấy, thì tí nữa chú sẽ bấm cái nút ở phía sau ngay. Để nói thêm về cô bạn gái này thì tôi xin nhường lời cho mẹ của Tùng. Em thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường, thưa quý vị khán giả ở trong trường quay, cháu Tùng ấy thì một đứa con rất là ngoan, hiếu thảo. Khi mà hai đứa mà kết bạn được với nhau rồi, nếu mà đi tới xa hơn nữa thì cháu yên tâm về chỗ bạn Tùng. Cũng mới san sẻ tình cảm cho phép bạn Tùng là cũng ấy, đừng có giữ nhiều quá. Và thế thôi. Rồi hôm nay có ý kiến của gia đình rồi, các bạn cũng đã nói chuyện qua tấm màn rồi, cũng cảm nhận một chút gì nhau rồi. Bây giờ ta sẽ trực tiếp nói chuyện với nhau. Kéo màn lên. Xin mời hai bạn. Chào em. Dạ. Anh nói đi. Lần đầu tiên gặp nhau em thấy anh sao? Anh em thấy anh thế nào ạ? Em thấy anh đẹp trai. Trẻ. Anh run lắm hả? Cũng hơi run một tí tại vì ngồi trước người đẹp ấy. Bây giờ anh có ham mê đá bóng nữa không? Giờ thì cũng một tuần hai lần thôi, nhưng mà sân bóng bây giờ nó ở trước đơn vị rồi thì cũng khỏe. Nếu như mà anh mê đá bóng quá cho em đi cùng cũng được. Em có đá bóng không? Em không, đi cổ vũ thôi anh. Thời gian rảnh của em thì em thường làm gì? Bởi vì em mới vào đây cho nên em ít bạn bè lắm anh. Thường thời gian rảnh thì em cũng thường ở nhà thôi, hoặc là chơi những nhà ông bà, nhà cô chú, họ hàng. Bọn bộ đội thì nó thời gian nó gò bó thì em có chấp nhận được không? Một tuần, một tháng anh cho một, gặp em mấy lần? Một tuần, ví dụ như nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho anh mà thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ thì có thể chơi với em được, ví dụ một tuần khoảng một hai lần. Thế là được rồi anh. Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất để hai người có một mối quan hệ dài lâu? Là tin tưởng nhau, cái tình cảm chân thành. Dạ. Nếu như ví dụ em có nóng tính quá và trong lúc không kiềm chế được em làm anh buồn không, thì anh... Cái nóng tính thì ai mà nóng tính với anh ấy thì anh cũng im lặng ấy, xong rồi kệ người ta. Xong rồi cái người ta khi nào hết thì bắt đầu khi nào mà bớt đi, ví dụ ngày mai thì mình ra mình nói là ừ hôm qua như này như kia vậy thôi. Dạ. Em rất là thích được người yêu chiều chuộng. Anh có ngại vấn đề đấy không? Không, cái đấy thì tất nhiên là người mình yêu thì mình phải chiều thôi, giống như mẹ của mình ấy thì mình thương và mình quý vậy. Dạ. Thì người yêu mình thì mình phải chiều, còn sợ chiều người khác, chiều người yêu thì không sợ. Chứ nếu mà quen nhau ấy thì bao lâu thì em tính tới hôn nhân? Em nói thì ngại quá, nhưng em cũng nôn lấy chồng lắm rồi. Nếu mà được ấy, thì em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em có chuẩn bị một bài hát ngắn để tặng anh. Tặng quý vị khán giả. Nói lên cái mong muốn của em về tương lai, về hạnh phúc. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chân đôi trên lối về. Không nào. Trai hát tặng lại liền. Dạ, vâng. Mình đứng lên, mình nắm tay bạn gái, mình hát tặng bạn ấy. Mạnh mẽ lên, đây không phải ma mà cũng không phải động vật có vú. Dạ. Mạnh lên đồng chí Tùng. Em xin hát. Hát Nhìn mắt bạn gái hát kìa, thiếu úy Tùng. Dạ.
làm người yêu anh nhé. Anh hát đi. Baby. Dạ. Dạ, không, bài hát. Bài hát. Đúng rồi, bây giờ mới bắt đầu hát đúng không? Bây giờ bắt đầu vô á. Đúng rồi. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ, anh hưng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ, đợi chờ đôi mắt ngoan em ngằng ngó sang anh thân thờ bơ phờ, đôi mắt mơ anh đã cố thấy đêm mảnh má hơn vì anh sợ cô đơn, nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng nếu em là sai thì anh không cần đúng. Trời ơi, người ơi, yêu mình anh được không? Giờ xong lại xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta xung vầy quá lắm, con tim hào gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để anh chứng minh cho em thấy. Dễ thương. Rồi, được rồi hai bạn. 30 giây nhắm mắt suy nghĩ và đi đến quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôn chậm chậm đó trời. Ngày đầu tiên ta gặp mặt tôi hôn lâu lâu chút nào có mẹ kìa. Hôn má. Dạ. Làm gì vậy? Con làm gì ủi vậy? Dạ. Cái đó là ủi chứ mày hôn. Nè hôn. Hôn trán cũng không được, nó hôn má là ngay cái má. Bình tĩnh từ từ nè. Có mẹ ngồi dưới nhìn kỹ kìa. Mẹ đừng có nhìn. Mẹ đừng có nhìn. Ngại đi đâu ngại. Chuẩn bị làm lại, khi nào tôi nó buông ra mới buông nha. Dạ. 1, 2, 3 bắt đầu. Dạ. Thấy sao? Sướng. Nắm chặt tay nhau đi hai bạn. Nắm tay thật chặt vào. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Để có không gian lãng mạn hơn, các bạn sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em mà. À. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em á. Chứ làm gì? Khoảng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? Em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nếu công ty cần. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em. Chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ, em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm, khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ như hát, múa, thiêu, thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn dòng da chánh hả? Dạ, còn khuyết điểm của em á thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nho nhoi á. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ là khá chín chắn. Cũng cá tính, nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Tôi nghĩ là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên, em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài vậy em. Vậy bộ em chắc em mất nhiều lắm ạ.
Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều. Nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm nó lo nó cũng vui chứ bộ. Nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ, các giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu nó hơi khó? Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùn như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi chiều tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang à. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chị em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Hồi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng, kiểu như con trai chị, nên rất dễ thân với con trai. Nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân. Nên không có... Cái là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi. Thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ. Phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, em thì em luôn thích những bạn nam cao. Là tại vì em cũng hấp. Cao nên... nhiêu? Mét 7 trở lên chị. 7 trở lên, bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? Bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa? Dạ tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em không ạ? Với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới. Dạ em cũng thích giống vậy anh. Tính em cũng hay bốc đồng lắm. Em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình, đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, bây giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hợp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua mắt, coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm mét 71 cái 7. Ồ, chào anh. Chào em gái. Dạ. À, nãy em cao nói đàn ông phải cao 1m7 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc gì nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+. Và môi trường nó chiếm 10%+. Và tổng cộng á, là cái gen di truyền có 30%, còn 70% là mình quyết định hết. Có sự can thiệp được. Can thiệp được ha. Quan trọng là cái tính tình thôi. Trách nhiệm, yên tâm. Bây giờ anh thấy nãy giờ em đưa ra mấy vấn đề chưa hợp. Nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp. Bởi đây thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách. Ngon, trời anh này bao luôn. Anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có mà anh. Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em ấy. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, anh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy. Nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh ngồi anh im re hả?
Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Nó đứng lên coi coi. Thì cao được mét mấy? 07 hơn chị. Dạ em được mét 60 à. Mét 60 à. Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết chưa em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi. Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vy ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ, cảm ơn. Bạn trai, mình có đi vai không em? Dạ em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng á, thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng á, là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới, một người chu toàn. Với lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết, nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm, nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương. Ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng cô ấy một bài ha. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa. Thôi đứng nói cô gái kìa, nói anh Chí. Nói cô gái đi, đó. Anh có thể hát được một số bài của nhạc của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em, tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ơi. Ở nơi ơi. Ở nơi ơi, đàn dê chẳng nhớn nhớ quanh đồi. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rất lầy. Được á. Em căng thẳng lắm, em quên mất lời rồi. Có mình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình, để nó bù vô chiều cao. Đây tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Để đèn nó đánh nó hơi cái màu cao nó cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể nói hết. Sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Ngồi đi em. Bây giờ tao bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói, nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi em... Mạnh dạng lên, tự tin lên em. Anh hỏi gì mạnh chưa? Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh, tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có nhiều, khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức.
bạn em nó dặn kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Cái thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính làm sao? Thì em hy vọng là anh cao 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình, chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Dạ được, vậy là được rồi. Bù nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi, để mình coi mình có cái chuyện đó. Nhìn nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái, hai tay đàn bạn phải bắt tay đó. Cảm nhận nhìn nhau 30 giây hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 2 lần, 3 lần gì đó, 3 lần. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Thì đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Đó, đó, mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Đi, đúng. Trời ơi. Anh thích nhất như vậy đó. Chàng trai đưa vô cô gái đưa. Đã lắm. Ê, bất cỡ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Hy vọng tình yêu đó sẽ được thăng hoa và sẽ có một kết quả tốt đẹp bằng một cái giấy mời chúng tôi.